Xin chào các bác và em xin chào anh Hải ở thành phố Thủ Đức. Đã đặt cái cặp loa trợ lời LS 90 đến bên em nhé. Sau đây em tiến hành test bàn giao cho anh nhé. Hiện tại thì em đã kết nối sẵn cả hai chiếc này. Đây. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ test cho anh nhé. Đây là chỉnh bát này, tép này, ba lăng này. Để em sẽ điều chỉnh ba phím này để test cho anh nhé. Đây là cả hai loa đang lên tiếng nhé. Đó, đấy thì là hai loa cùng lên. Bây giờ em sẽ cho từng loa một này. Có những vết thương còn. Này, con này trước anh nhá. Dày vò theo tháng. Bát về không này. Tép lên này. Cuộc tình buồn. Vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu. Bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh. Ok anh nhá, tép lên này. Bây giờ là tép về không này. Đợi người đi. Bát lên này. Quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Cái dòng này thì nó là trợ lời, thế nên là cái con chung này của nó thì nó chỉ có lên giải lời thôi nhá. Em vừa gọi bát là sai. Đấy, nó đây là chung và đây là tép. Đấy, thì nó chỉ chuyên giải lời thôi, chứ nó không có bát quá nhiều đâu. Rồi, bây giờ em sẽ trả lại cân bằng này. Đó. Tiếp tục test trước còn lại nhá. Theo thời gian có nhịp vắng anh. Giờ thầm chết trong. Tiếp theo thì đây để đợi nó lên nhạc đã, lên tiếng là sau đó cho test này. Bát vào trước này, test về không này. Mỗi đứa mỗi phương trời. Mặc dù test bát, test ra cái con này nó lên tiếng nhưng nó chỉ lên giải chung thôi nhá. Ta vẫn mong chờ. Nó không nguỳnh nguỳnh như bát đâu. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Tiếp theo là đưa chung về không và test lên này. Tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Có những chiều em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều. Mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tàn trong quán khuya, em vẫn đợi chờ. Tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc. Ok nhá, vậy là em đã tép bàn giao xong cho anh. Đấy là chung và tép và lên ok đúng không ạ? Đấy, chung tép. Đấy, em thỉnh thoảng cứ nhầm hay gọi là bát. Thì thực ra là con này thì nếu mà nhìn này thì đúng là nhiều bác hiểu nhầm thì đây nó là con bát thật, nhưng thực chất thì nó chỉ là con giải chung thôi. Các bác có đưa bát vào đây thì nó không có, gần như là không có bát mấy đâu, nó chỉ có giải chung thôi. Đấy, bởi vì đây nó là một cặp loa lời mà, này nó là một cặp loa lời chuyên giải lời thôi. Đó, thế nên là thỉnh thoảng là cứ hay kiểu nhìn cứ hay quay nhầm cái dòng kia các bác kìa, cứ hay đọc nhầm là đây là bát còn đây là tép, nhưng thực chất thì nó là tép còn đây là chung chứ đây không phải là bát.
Đấy, em test cụ thể vừa rồi các bác thấy không? Nó không hề có một tí bát nào luôn. Nếu mà test những cái dòng nhạc này thì không bao giờ có bát. Còn các bác đưa những cái dòng nhạc mà đánh huỳnh huỳnh ấy vào đây thì nó cũng sẽ chỉ có một xíu xíu này, chứ nó không có bát đâu. Bởi vì nó là trung mà, trung âm mà. Đấy, ok nhá. Thì là em đã test bàn giao xong cho anh tiếng lên bình thường rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đóng hàng, gửi hàng để anh nhận hàng cho sớm nhá. Cảm ơn anh Hải đã tin tưởng và đặt cái sản phẩm ở bên em. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhá. Bác nào cũng có nhu cầu như anh Hải thì có thể alo cho bên em. Bên em thì ship toàn quốc chứ không nhất không phải là chỉ là Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà bất kể tỉnh thành nào. Rồi, em xin chào các bác và chào anh nhé.